Chào mừng các bạn đến với kênh Cửu Thiên Vũ Đế Review. Các bạn thấy hay thì like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Trước khi vào review mình có lưu ý, chuyện vạn cổ trí tôn do kênh review là chuyện chữ, các hình ảnh được lấy từ tập cũ hoặc chuyện khác và đi trước chuyện gốc. Do đó, hình ảnh sẽ khác so với chuyện gốc nhé. Hắn bước một bước lên cầu thang, lập tức một lực lượng kỳ dị từ cầu thang chuyển tới, thông qua hai chân chảy vào trong người. Đây là lực lượng gì? Lý Vân Tiêu khiếp sợ, thì thào lẩm bẩm. Loại cảm giác này có cùng khí tức như Đại Diễn Thần Quyết cùng Đại Giới Thần Quyết. Loại lực lượng này chạy dọc theo kinh mạch toàn thân của hắn một lần, cuối cùng trầm tích trong đan điền, đối diện với khí hải xa xa. Lý Vân Tiêu mừng rỡ trong lòng, loại lực lượng này cực kỳ cường đại bá đạo, hắn từng nghiên cứu thật lâu về Đại Diễn Thần Quyết cùng Đại Giới Thần Quyết, nhưng mà không có chút đầu mối nào. Bây giờ lại trực tiếp xuất hiện trong người của hắn giống như đã trở thành một loại lực lượng của hắn. Hắn thử vận chuyển lực lượng kia, nếm thử vài chục lần, lại phát hiện không thể làm nó phản ứng chút nào, chỉ lặng lặng lơ lửng ở trong đan điền, vô cùng yên tĩnh. Ai? Xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu không biết nên vui hay nên buồn, lẩm bẩm. Bỏ đi, hơn phân nửa không phải chuyện xấu gì. Chờ ra khỏi nơi quỷ quái này mới từ từ nghiên cứu sau. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, mỗi khi đi một bước thì có lực lượng kỳ dị rót vào trong người, trầm tích trong đan điền, lực lượng kia càng ngày càng lớn. Không chỉ có như thế, từ khi lực lượng này chảy vào đan điền, khí hải cùng kinh mạch trở bành trướng. Sau khi đi hơn 10 bước, một đạo hào quang xuất hiện trên người của hắn, chính là hào quang đột phá. Vậy mà tiến dai. Lý Vân Tiêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dùng tình huống thân thể của hắn, không có rất nhiều nguyên khí thì không thể trùng kích tiến dai. Nhưng bây giờ được lực lượng kỳ dị rót vào người thì tiến dai. Hắn ngẩng đầu nhìn qua phía trước, ngạc nhiên nói. Mới đi vài chục bước đã đột phá một tinh, mà nơi này ít nhất có mấy trăm bậc thang, chẳng lẽ ta có thể trực tiếp tiến giai lên vũ tông, vũ hoàng. Hắn lập tức bị suy nghĩ này làm giật mình. Võ giả tu luyện mỗi một cảnh một tinh đều cần rất nhiều thời gian khổ tu và tìm hiểu mới có thể đột phá, gian nan trong đó người bình thường khó mà nhận ra được. Một ít người tư chất khá thấp mặc dù cố gắng như thế nào, cũng khó có thể vượt qua cửa khẩu rất cao, cả đời chỉ có thể dẫm chân tại chỗ. Sở dĩ Lý Vân Tiêu có thể tu luyện nhanh chóng như thế, chủ yếu còn là vì hắn từng là Vũ Đế đỉnh phong, lĩnh ngộ với thiên địa và quy tắc chính là Cửu Thiên đỉnh phong, chỉ cần tích lũy đầy đủ thì không có bình cảnh nào cả, tương đương nuốt một quả Cửu Thiên cảnh đạo quả. Nhưng dù vậy, đối với chuyện thăng cấp khó hiểu hiện tại cũng cảm thấy rất ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Nếu như cách này lại giúp tấn cấp, hàng tỷ người cần gì ngày ngày khổ luyện võ đạo, chẳng phải sẽ có hàng tỷ người thổ huyết buồn bực mà chết sao? Hắn thử chậm rãi tiến lên, lực lượng thần bí không ngừng rót vào trong thân thể, cuối cùng hội tụ vào đan điền. Hơn nữa thực lực đúng là có đề cao tương ứng, nhưng không có nhanh chóng như lúc trước. Lần nữa đi hơn 80 bước mới có hào quang đột phá. Đây là bát tinh vũ quân. Đầu óc Lý Vân Tiêu choáng váng, cảm giác khó có thể tin. Nhưng nó thật sự phát sinh trên người của mình. Hàn không quản được rất nhiều như thế, tiếp tục đi lên trên, mấy trăm bậc thang rốt cuộc cũng đi xong, lực lượng trong đan điền đã nhỏ như nắm tay, hoàn toàn không thua gì khí hải. Mà tu vị của hắn cũng trực tiếp đột phá tứ tượng cảnh, bước vào ngũ hành cảnh vũ vương. Vũ vương a. Lý Vân Tiêu khó có thể tin vung vẩy tay làm trưởng, từng vòng ngũ hành chi lực vờn quanh người của hắn, chính là tư chí của cường giả ngũ hành cảnh vũ vương. Loại lực lượng này rốt cuộc là cái gì? Vì sao ở trong đan điền của ta lại không thể vận chuyển nó? Hắn trầm tư một lát, cũng không suy nghĩ thêm nữa, tạm gác chuyện này lại, về sau từ từ nghiên cứu giờ phút này ánh mắt của hắn nhìn thấy ngọc đài ngọc đài sáng bóng như những bậc thang mà hắn đi qua ô nhuận như ngọc phía trên không có cái gì nó chỉ giống thông đạo lúc trước trên đó khắc ký hiệu và khoa đầu văn màu vàng dường như đang truyền tin tức nào đó lý vân tiêu nhíu mày dùng tay sờ qua những chữ kia đều có cảm giác bị điện giật tay của hắn sờ lên những ký hiệu mà hắn nhận ra do dự một hồi nếu như cũng giống lối đi kia ấn một ký hiệu không biết có chuyện gì sẽ xảy ra dù sao nơi này quá mức cổ quái. Nhưng mà lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, tay của hắn có kim quang lóe lên, một ký hiệu cùng loại ẩn vào đó, hợp hai làm một với ấn ký trên ngọc đài. Quả nhiên cũng giống như trong thông đạo, kim quang lóe sáng lên, đảo qua cả ngọc đài, văn tự phía trên bị kích hoạt. Một văn tự thoát ra khỏi ngọc đài, huyền phù trên không trung, không ngừng lập lòe. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, lập tức khẩn trương. Loại tình hình này giống hệt đại diễn thần quyết, đại giới thần quyết, dường như cũng là một loại thần quyết cực kỳ lợi hại, nhưng hiển hiện ra như thế hắn không thể học được, chỉ có thể lo lắng suông. hắn cưỡng ép nhớ tất cả văn tự vào trong đầu, nhưng mỗi khi nhớ kỹ một chữ thì lập tức lại quên đi, căn bản không cách nào bằng vào trí nhớ ghi nhớ được. rất nhanh, hào quang của văn tự kia từ từ tối lại, cuối cùng biến mất trên không trung không thấy gì nữa. trên ngọc đài xuất hiện một cái động, từ bên trong có hộp ngọc bay lên, bên trong có một thanh tiểu kiếm nằm đó. Thần thức Lý Vân Tiêu đảo qua, thanh kiếm nhỏ màu vàng kim này hết sức kỳ lạ, vậy mà không phải huyền khí, nhưng không biết là dùng tài liệu gì chế tác, vậy mà có thể ngăn cản thần thức của hắn điều tra. Cẩn thận đặt ở nơi này như thế, hiển nhiên là bất phàm. Hắn bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp lấy tiểu kiếm màu vàng kia, trong tay cảm giác vô cùng nhẹ. Trong lúc này cả không gian chấn động, từng mảng lớn màu đen vỡ ra, hào quang xuất hiện. Không gian sắp sập. Lý Vân Tiêu cả kinh nhưng hắn nhanh chóng chấn định lại. Bởi vì vị trí của hắn đứng rất vững vàng, hơn nữa thần thức trải rộng ra, lập tức phát hiện bên ngoài chính là Tu Di Sơn, hơn nữa còn nghe được tiếng người. Bên trong Tu Di Sơn, trên một biển linh khí hóa dịch lại xuất hiện một đại điện lơ lửng. Đỉnh đại điện tiến vào trong mây, phía dưới tiến vào linh hải, vàng làm gạch, bạch ngọc làm dai, trang nghiêm to lớn, khí tức trang nghiêm túc mục từ trong đại điện truyền ra. Trước đại điện không ngừng có bóng dáng nhân loại xuất hiện, sớm có rất nhiều võ giả hội tụ tại nơi này, ánh mắt mỗi người mang theo vẻ kích động và hưng phấn. Bảo điện trong truyền thuyết, không ngờ bọn họ lại gặp được. Mỗi người có thể tiến vào nơi này, đều có thêm rất nhiều địa đồ võ giả miêu tả ra. Trong truyền thuyết vị trí hạch tâm của Tu Di Sơn có một tòa thần điện đỉnh thiên lập địa, gọi là Tu Di Thần Cung. Trong đó có chỗ tốt vô cùng vô tận, nếu có thể có được một hai món đồ, con đường tu luyện ngày sau trở nên bằng phẳng, không còn trở ngại. Không thể ngờ Tu Di Thần Cung thực tồn tại, hơn nữa bọn họ còn tìm được tất cả mọi người kích động khó nói lên lời, nhưng làm cho mọi người phát điên là thần cung này lại đóng kín bốn phía, không có bất kỳ cửa vào. Không ít người thử thăm dò công kích cung điện, lại không có tác dụng gì, ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không có. Cuối cùng nhất những người này dần dần tuyệt vọng, nhưng lại không nỡ bỏ đi. Vì vậy dứt khoát trực tiếp tu luyện trước đại điện. Linh khí ở nơi này còn nồng đậm hơn bất cứ nơi nào cả, cả đại điện tỏa linh khí như biển cả. Tu luyện tiến triển cực nhanh theo không ít người từ bốn phương tám hướng tìm tới cuối cùng nhất vẫn không tìm được cửa vào bất đắc dĩ dẫm chân tại chỗ dần dần đám người nhiều lên vậy mà có tới hơn trăm người đây là đột nhiên một người từ đằng xa chạy tới trong tay đang nắm một nữ tử hai mắt nhìn chằm chằm vào cung điện kia vẻ mặt cuồng hỉ nói ha ha tìm được vậy mà trong lúc vô tình để cho ta tìm được ha ha người này chính là vương cường kích động vui sướng hoa chân múa tay đột nhiên cảnh giác lên hắn bắt lấy lạc vân thường nhìn qua sau lưng chỉ thấy ở phía sau có một người chạy tới chính là chu tử nguyên vương cường cau mày nói lý vân tiêu đâu rồi chu tử nguyên cũng nhìn qua cung điện xa xa vẻ mặt đầy khiếp sợ nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại nói hắn không phải đi ra sao hắn đi trước ta à cái gì vương cường cả kinh vội vàng nhìn khắp nơi sắc mặt âm trầm nói chuyện phiếm gì đó Hắn căn bản không có đuổi theo ta, vẫn ở đằng sau ta, mà ta sau khi đi ra cũng không thấy có người nào. Chu Tử Nguyên ngẩn ngơ, nhìn qua thần sắc Lạc Vân Thường, biết rõ Vương Cường cũng không có nói dối, lập tức kinh ngạc, nói: "Làm sao có thể? Đây là thông đạo lối đi thẳng tắp mà, trong đó cũng không có chỗ rẽ. Hắn đi ở giữa chúng ta, chúng ta đều đi ra, vì sao hắn biến mất?" Đồng tử Vương Cường hơi co lại, thất thanh nói: "Các ngươi mau nhìn, căn bản không có lối ra gì." chúng ta đi ra từ đâu? Chu Tử Nguyên cùng Lạc Vân Thường cũng giật mình không thôi, vị trí bọn họ đứng là biển linh khí mênh mông, làm gì có thông đạo nào? Cái này. Thời điểm ba người ngây ngốc, trong lúc này một người chật vật lang không chạy đến, dĩ nhiên là Dương Phương Chu, toàn thân máu tươi đầm đìa, trọng thương không thôi. Hắn đúng là bị thạch thú gây thương tích, lại bị hút vào trong lòng đất, theo thông đạo tới đây. Dương Phương Chu Chu Tử Nguyên cả kinh nói Ngươi, ngươi đi ra từ nơi này, dương phương chu vừa thấy mấy người lập tức lộ ra vẻ cảnh giác nói còn có thể ở đâu không phải đi theo đằng sau các ngươi đi vào thông đạo hay sao hắn nhìn thấy thần sắc cổ quái của mấy người sau đó quay đầu lại và ăn cả kinh linh khí mênh mông làm gì có thông đạo nào chu tử nguyên vỗ đầu một cái nói ta hiểu rồi đây là thông đạo không gian đơn hướng đi ra thì không về được hắn nhìn qua dương phương chu nói còn có mấy người còn sống Vương Cường mặt âm trầm, nói: "Còn có nhìn thấy Lý Vân Tiêu." Dương Phương Chu nghe cái tên này, lập tức sát khí ngập trời, hai mắt đỏ bừng nói: "Hắn ở đâu? Ta muốn giết súc sinh này." Trên mặt đám người Chu Tử Nguyên đầy vẻ cổ quái, Lý Vân Tiêu đi ở giữa bọn họ lại biến mất khó hiểu, đây là chuyện quá kỳ quái. Lạc Vân Thường thì lo lắng không thôi, cũng nhịn không được tự trách mình, nếu không phải vì mình vướng víu thì làm sao có chuyện này. Mặc kệ Vậy mà để cho chúng ta tìm được Tu Di Sơn Thần Cung, lần này phát đạt." Chu Tử Nguyên trong mắt sáng lên nói. "Bên trong có bảo bối, giá trị không giới thất túc đạo quả, lần này đúng là nhân họa đắc phúc." Hắn vội vàng chạy tới chỗ thần cung kia. Dương Phương Chu cũng nhìn qua đại điện, sau khiếp sợ là đại hỉ, cũng chạy như điên. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn